Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay Thu Thảo sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt một chiếc áo gió cao cấp với chiếc áo gió thông thường. Với những tiêu chí đó thì mọi người sẽ có thể tự đưa ra lựa chọn phù hợp. Đầu tiên đó là tiêu chí về chất lượng. Dù đều được làm từ chất liệu polyester và spandex, co giãn nhẹ, nhưng áo gió Levan thì không nhăn nhầu, khi vận động không gây ra tiếng sột soạt. Còn áo gió thông thường trên thị trường thì trái ngược hoàn toàn, sẽ nhăn nhò và khi vận động thì nghe rõ tiếng sột soạt. Về đường chỉ may thì cùng một kiểu áo gió mỏng, nhưng áo gió Levan có đường may đều, tỉ mỉ và thuyền trình. May cuốn mỏng 100% đường may, không lộ đường may, đường vắt sổ. Áo thông thường thì có thể đường may sẽ bị rối, co rút và dễ bị bục rách. Từ những chi tiết nhỏ nhất về nguyên phụ liệu của chiếc áo, ví dụ như khóa cao cấp, thì ở khóa Levan được thiết kế riêng từ nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới với tính năng auto lock, không có hiện tượng trượt khóa. Khóa gió thông thường thì không rõ nguồn gốc, kéo bị nặng tay, dễ hóc khóa và không đảm bảo tính thẩm mỹ. Ngoài hai túi kéo khóa bên ngoài thì áo Levan còn có túi bên trong rộng rãi, có thể để được nhiều đồ gọn nhẹ với đường may cẩn thận. Áo gió thông thường thì không có túi trong. Cổ tay áo. Cổ tay áo gió Levan chỉ bo một đoạn, không may chun cả cổ tay, giúp người mặc thoải mái hơn khi vận động. Dây rút điều chỉnh độ rộng. Ở áo Levan thì phần mũ và phần bo gấu sẽ có dây rút để điều chỉnh độ rộng, giúp người mặc linh động, nới lỏng hoặc thắt chặt áo hơn để phù hợp với đa dạng kích thước cơ thể và sở thích của từng người. Bạn chỉ cần kéo dây rút đơn giản để kéo mũ kín đầu hơn, tránh gió lùa. Tương tự với gấu áo thì có thể mặc được hai dáng suông với những người muốn giấu bụng, và bo gấu dáng trẻ trung khỏe khoắn với những người tự tin về vòng hai của mình. Áo thông thường thì sẽ bo chung quanh mũ và gấu áo nên mặc sẽ bó hơn. Thiếu với những người có ngoại hình hơi động một chút thì mặc có thể cảm thấy không thoải mái khi không thể chủ động điều chỉnh được độ rộng của áo và mũ. Áo gió Levan có thể tháo rời mũ, mặc được hai kiểu, có mũ và không mũ, phù hợp với sở thích của tất cả mọi người. Mũ gắn liền áo bằng nút bấm nên gắn và cởi rất dễ dàng, nhanh chóng. Nếu mặc không mũ thì cổ áo cao dáng đứng sẽ khiến người mặc trông chững chạc hơn. Áo thông thường thì chỉ có một lựa chọn, đó là không mũ hoặc có mũ. Ngoài ra, một điểm thiết kế rất tinh tế ở áo Levan đó là thiết kế chéo vát ở đằng sau lưng ở hai bên hông, tạo cảm giác chiết eo một cách khéo léo. Đây sẽ là một cứu cánh cho những chị em hơi tự ti về vòng hai của mình. Áo thông thường thì sẽ không có thiết kế như vậy. Phía dây treo móc áo, đây là một chi tiết rất nhỏ mà có thể nhiều người không để ý. Tuy nhiên, với những chiếc áo cao cấp được đầu tư tỉ mỉ từng chi tiết, từng đường kim mũi chỉ thì sẽ để ý đến rất nhiều những chi tiết rất nhỏ, ví dụ như phần dây treo móc áo giúp quần áo được móc dễ dàng hơn. Áo gió Levan thì được sản xuất dành cho cả nam và nữ, rất dễ phối đồ và thích hợp mặc đi chơi, đi làm, du lịch, tập thể thao, có thể chạy bộ, đạp xe, rất tiện vì siêu nhẹ, mềm mịn và thoáng khí. Áo gồm 4 màu thời trang và đều là những màu cơ bản: đen trắng, trẻ trung và hiện đại, ghi trang nhã, cam nổi bật. Vừa rồi Thu Thảo đã so sánh đặc điểm nổi bật của chiếc áo gió 4-trong-1 Levan với áo gió mỏng thông thường. Còn giờ, quyết định lựa chọn là ở bạn. Chúc mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với chiếc áo gió thể thao cao cấp Levan Sport.